thì mình thấy cuộc sống nó may mắn và những cái gì nó cũng, công việc nó đều thuận lợi may mắn. Thì từ đó bắt đầu mình cũng có niềm tin. Thì mình nghĩ rằng tất cả những người từ thời trước, từ thế hệ trước, từ thời vua chúa, họ cũng đã dùng và họ cảm nhận điều đó, nên người ta mới dùng, họ chi một số tiền khủng để mình chơi chậm này. Vì vậy rất là hiệu quả. Thì cái đoạn này Kỳ Lan không thể nói được như thế nào, cụ thể nào, bởi vì đây là liên quan đến từng cá nhân của mỗi người, ai dùng thử và tự cảm nhận. Và đã có bao nhiêu thế hệ, bao nhiêu thời, bao nhiêu đời. Cho nên là quý khách hãy dùng thử và cảm nhận và trải nghiệm. Có thể dùng tầm 5-7 bữa, 1 tháng là chúng ta sẽ đánh giá. Rồi, và bây giờ thưởng thức, vô cùng dễ chịu, vô cùng thoải mái.